Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của điện máy Bình Sơn. Hôm nay thì điện máy Bình Sơn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cái đầu bò của máy cắt cỏ FS250, đầu bò lô và đầu bò Trung Quốc các bạn nhé. Thì như các bạn cũng thấy thì đầu bò thì một cái phụ kiện thì khá là quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái hiệu suất công việc cũng như là cái độ an toàn của các bạn. Nếu mà đầu bò kém chất lượng ý, thì các bạn cắt thật sự là nhiều khi nó sẽ rung lắc, độ rung lắc khá là cao. Và cái trường hợp xấu nhất ý, có thể gãy văng dao kéo cũng như là gạch đá. Cái trường hợp mà gãy thì rất là nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn của quý vị và các bạn. Thì hôm nay điện máy Bình Sơn sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cái đầu bò của máy cắt cỏ FS250 này. Thì tổng quan thì cái đầu bò này thì nó cũng như là cái đầu bò của hàng xịn thôi. Về cấu tạo thì nó cũng khá là dày dặn các bạn nhé. Nó sẽ có một cái chén bảo vệ đầu dao này, một cái thớt để chụp dao và một cái chén trên cùng này nhá. Cái đầu bò này khá là hay là xác nó cũng khá là to. Thường ý, các bạn cắt ý, thì rất bác phản ánh là đầu bò mà xác nó nhỏ ấy thì nó cái phần này nó sẽ bị cuốn cỏ nhiều này. Nhưng mà cái đầu bò này ý, thì nó thiết kế nó bo tròn chụp ra bên ngoài này, đảm bảo cho các bạn nếu mà cắt cước ấy thì không bị cuốn cỏ ở đây đâu nhá. Cái đầu bò này thì khá là dày này. Cái ba via này thì cũng đẹp. Đầu bò này cái khoảng này nó là dày 2 ly này. Thân của nó là dày 3 ly nhá. Một cái đặc điểm ấy mà vì sao điện máy Bình Sơn giới thiệu đến quý vị và các bạn ấy là vì ấy STIN 250 ấy là thiết kế kiểu dáng một mình tôi. Một mình tôi. Hiểu kiểu gì? Tức là như nào nhá, là đầu bò này ý, là đường kính 25. Đường kính 25 mà đi của nó là ti vuông, vì thế các bạn mà tìm cái món này ở chỗ các bạn ấy thật sự là khá là khó. Và nếu mà các bạn mà check giá của bên hãng ấy thì thật sự luôn như một cú tát. Như một cú tát. Giá nó khá là cao, nhưng mà hôm nay điện máy Bình Sơn giới thiệu đến các bạn cái món này ấy, thì giá nó cũng hợp lý thôi. Chất liệu thì cũng rất là chắc chắn nhá. So với tầm giá để các bạn mà bỏ ra để mua cái hàng xịn thì cái món này thật sự là rất là hợp lý, khá là phù hợp với cả túi tiền của bà con nông dân. Hôm nay thì mình sẽ xin giới thiệu qua các bạn cái món phụ kiện này thôi. Thì sau đây mình sẽ quay chi tiết qua cái đầu bò này cho các bạn đánh giá qua cái chất lượng của nó nhá. Và giá thì các bạn vui lòng xem ở dưới phần mô tả nhá. Mình sẽ để giá ở dưới phần mô tả để cho các bạn nắm rõ giá nhất. Đấy, thì vừa qua mình cũng đã giới thiệu qua cái chi tiết cái đầu bò máy cắt cỏ FS250 lô này qua cho các bạn xem chi tiết đánh giá chất lượng. Thì sau đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bạn và các bạn ở những video lần sau. Nhớ like và subscribe kênh, bật chuông thông báo để liên tục cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.